Bích Phượng xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Tư ngày 25 tháng 12, 2019. Đến với bản tin Hoa Thình Đốn là chương trình phỏng vấn đặc biệt Linh Mục Quản nhiệm tại Nhà thờ Thánh Tâm Dayton, Ohio và phát triển tiểu thương tại Louisville nhân mùa Giáng sinh 2019. Để mở đầu, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi phỏng vấn Linh Mục Quản nhiệm Nhà thờ Thánh Tâm tại thành phố Dayton, tiểu bang Ohio, nhân dịp cộng đoàn và cộng đồng người Việt Dayton tổ chức mừng lễ Giáng sinh gây quỹ cho đồng bào tị nạn tại Thái Lan. Kính chào, chúng tôi là Võ Thành Nhân và hôm nay là ngày 22 tháng 12 năm 2019. Chúng tôi đứng bên trong ngôi giáo đường Thánh Tâm ở tại Dayton, Ohio. Và một cái danh dự lớn của chúng tôi là được phỏng vấn cha chánh sở ở đây. Và sau đây là cuộc phỏng vấn để nhằm tìm hiểu về hoạt động của cộng đoàn Thánh Tâm, cũng giống như những cái công tác xã hội và những công tác bác ái mà cộng đoàn đã có từ khi thành lập cho đến ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng một cái hân hạnh nữa là vào ngày thứ Bảy ngày hôm qua, có nghĩa là vào ngày 21 tháng 12 thì chúng tôi cũng được tham gia một chương trình mừng Giáng sinh của cộng đoàn và cộng đồng người Việt ở Dayton. Chương trình văn nghệ rất là xuất sắc, bên cạnh những ca sĩ đến từ California cũng giống như ca sĩ địa phương, cũng giống như những chương trình văn nghệ của giáo xứ Thánh Tâm cũng đã có những cái màn trình diễn, và cha đây là cũng một những người trình diễn trong cái chương trình đặc biệt như vậy. Do đó nên cuộc tiếp xúc của chúng tôi cũng nhằm tìm hiểu thêm một số những cái sinh hoạt ở bên trong của cộng đoàn, và sau đây là cuộc phỏng vấn của chúng tôi. Trước hết con xin được kính chào cha. Dạ, chào anh Vũ Thành Nhân. Kính thưa cha, khi được biết là ngôi nhà thờ này là của người Việt Nam, được giáo phận cho người Việt Nam, cha có thể cho con biết là từ lúc mà cha về đây tới bây giờ đó thì cha cảm nhận như thế nào về cộng đoàn của người Việt ở Dayton vậy thưa cha? Từ lúc tôi về đây thì 6 tháng nay thì cộng đoàn về đây ở bên Mỹ này rất là ấm cúng, thương yêu nhau, đùm bọc lấy nhau. Và cộng đoàn này thì phải nói là giới trẻ, hầu như là tương lai giới trẻ là ở cộng đoàn này, vì đã xây dựng cộng đoàn này được từ lúc 2002. Tôi là một linh mục thứ 9, đời thứ 9 rồi, mới về đây được 6 tháng. Cho nên tôi về đây tôi thấy là cộng đoàn này năng động và có nhiều giới trẻ, và nhất là mọi người đi cộng tác hăng say phục vụ cộng đoàn. Trong đó có hai ca đoàn Cecilia và ca đoàn Thánh Linh. Và mọi người rất là chung tay giúp sức cho nhau để mà xây dựng cộng đoàn được lớn mạnh hơn. Và khi mà chúng con có cơ hội để mà tham dự một cái chương trình văn nghệ mừng Giáng sinh, cũng giống như chương trình văn nghệ nhằm để gây quỹ và giúp cho những người Việt Nam đang tị nạn thì ở tại Thái Lan, thì con cũng được biết cha có chia sẻ ở trong cái chương trình đó là cha cũng là người tị nạn. Và cha có thể chia sẻ thêm là người tị nạn, cái thời của cha đi tị nạn với lại cái người Việt đang tị nạn bây giờ thì những cái khó khăn nó có khác nhau như thế nào vậy thưa cha? Thì thời tôi đi tị nạn thì 40 năm trước rồi, thì tôi may mắn là vào Singapore, cho nên đời sống không vất vả lắm. Có 3 tháng là trở về Mỹ, nhưng mà tôi biết là những người tị nạn ngày hôm nay nó khác trước, là không được đón nhận nữa, cho nên họ phải sống là vô tổ quốc, cần rất là sự yêu thương chăm sóc. Những người Mỹ ở sang đây tị nạn từ trước đã sống được tự do, cho nên chúng ta cần quan tâm lo lắng đến họ, gây quỹ. Cho nên vì thế là vì gây quỹ văn nghệ Giáng sinh đem là tỏ bày là cái tấm lòng yêu thương là lá lành lùm lá rách. Mình là người tị nạn thì mình yêu thương những người tị nạn cùng hoàn cảnh với mình, và nhất là những người tị nạn bên Thái Lan ngày hôm nay. Và kính thưa cha, con về đây rất là nhiều lần, lần đầu tiên mới được gặp cha, do đó nên cha cũng có thể chia sẻ thêm cho con một điều nữa là khi mà cha thấy một trong một cái cộng đoàn của một cái những người trong giáo dân ở đây, con nghĩ khoảng chừng vài trăm gia đình, nhưng mà con thấy cái hoạt động hồi sáng này, con thấy ở ngôi nhà thờ này thì con có một cái ghi nhận là những người Công giáo ở đây rất là thuần thành, họ tin tưởng tuyệt đối vào niềm tin Thiên Chúa. Cha có thể chia sẻ với con là bên cạnh một cái sự phát triển của một cái ngôi giáo đường và những người Việt Nam như vậy đó, thì cái sự phối hợp của cộng đoàn mình với lại các tôn giáo bạn hoặc là đối với cộng đồng thì như thế nào vậy thưa cha? Tôi mới về đây 6 tháng chứ không biết nhiều lắm, thì đây là cái sinh hoạt văn nghệ Giáng sinh và quê hương đầu tiên, cho nên tôi cũng muốn là có tham dự vào cái tổ chức của người Việt ở vùng Dayton này để mà cùng chia sẻ cái niềm tin tôn giáo của mình, để nhờ đó là mọi người Việt Nam cùng
tỏ bày cái tình yêu thương đồng bọc lấy nhau, và có những buổi văn nghệ như vậy đó để chúng ta biết là chia sẻ cái niềm tin của người Kitô giáo, cũng như chia sẻ cái niềm cái sự yêu thương nhau người Việt Nam sống ở trên đất nước này, nơi tha hương quê hương này, để nhờ đó mọi người được yêu thương đồng bọc lấy nhau, có cơ hội để phát triển văn hóa, phát triển tình người, phát triển tất cả tình yêu thương, không những ở những người ở Dayton này và thương đến những người mà cùng khổ ở bên Thái Lan, và cũng có thể là những người khèo nghèo khổ bên Việt Nam nữa. Và cuối cùng thì mỗi nhà thờ đều có những cái sinh hoạt của giáo xứ. Con có dịp để mà xuống ở phía dưới cái basement của nhà thờ thì con thấy hồi sáng này có những cái sinh hoạt ở dưới đó. Cha có thể chia sẻ thêm với con là hàng tuần như vậy đó, bên cạnh những cái sinh hoạt sau khi nhà thờ có những cái buổi ăn uống như vậy đó, thì cái chương trình thiếu nhi thánh thể ở đây và chương trình Việt ngữ như thế nào vậy thưa cha? Chương trình Việt ngữ thì trong năm học bắt đầu từ tháng 9 thì bao giờ có chương trình Việt ngữ và giáo lý. Việt ngữ là để mà những các thầy giáo, cô giáo thì giúp đỡ các em học ngôn ngữ tiếng Việt của mình, để nhờ đó các em có thể là nói tiếng Việt với cha mẹ mình và có thể nghe lời giảng hay là cùng nhau tham dự thánh lễ tiếng Việt cả với nhau. Cho nên ở đây có cơ hội tốt để các em được phát triển cái văn hóa và tiếng Việt. Đó là cái niềm tin. Nếu các con em mà không nói được tiếng Việt thì chắc chắn là không thể nào mà nói chuyện với ba mẹ, với những người công đoàn được. Cho nên các thầy giáo, cô giáo hy sinh vất vả trong sau thánh lễ ăn uống rồi buổi chiều dạy giáo lý cũng như dạy Việt ngữ cho các em, để các em được hiểu biết tiếng Việt, văn hóa tiếng Việt, và nhờ đó các em có thể tiếp xúc được với cha mẹ, với ông bà anh chị em và tất cả những người trong cộng đoàn ở vùng Dayton này. Thiếu nhi thánh thể thì như thế nào vậy thưa cha? Thiếu nhi thánh thể nào thì khoảng chừng 65 em. 65 em là trẻ. Thì tôi về đây thì họ cũng sinh hoạt đến Chủ nhật nào cũng vậy. Mùa hè thì các em nghỉ, nhưng mà mùa trong năm học từ tháng 9 á, các em sinh hoạt thánh thể rồi vừa tất nhiên là tạo cho điều kiện để các em gặp gỡ nhau, cùng teenage với nhau để các em học hỏi lẫn nhau và chia sẻ niềm tin và văn hóa tiếng Việt. Các em nói tiếng Việt và nói cả tiếng Anh với nhau nữa. Và đó là một cái niềm mà cái mục đích chính là để mà các em cùng gặp gỡ nhau, được thương yêu nhau dễ dàng, để các em có sự đùm bọc lấy nhau, cha mẹ, thầy giáo, cô giáo và các huynh trưởng giúp các em, để nhờ đó các em được hấp thụ nền văn hóa và cái văn hóa cũng như là ngôn ngữ Việt Nam, và các em gặp nhau để mà nâng đỡ lẫn nhau, để mà tương lai của cộng đoàn Dayton này đều thuộc vào giới trẻ thiếu nhi thánh thể ngày hôm nay. Và cuối cùng kính thưa cha có thể cho một cái lời chúc mừng Giáng sinh, tại vì chương trình này nó là ngay dịp Giáng sinh đó, dạ thưa cha. Kính thưa khán giả đài SPTN, tôi là quản nhiệm Basilio Đoàn Quan Diệm, kính chúc quý vị tất cả mọi đồng hương trên toàn thế giới được một ngày lễ Giáng sinh an lành thánh đức và một năm mới an khang và thịnh vượng. Thank you.
Kính thưa quý vị, chương trình bản tin Hoa Thịnh Đốn đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ tiếp tục phần 2 sau phần thông báo và quảng cáo.